Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người tị nạn trên toàn cầu với 69 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa, quê hương đi lánh nạn, bà Winnie Chan muốn kể lại những câu chuyện đằng sau những cuộc tha hương khổng lồ này. Có rất nhiều tổ chức đang cố gắng kể những câu chuyện của người tị nạn thông qua các con số. Tuy nhiên, không có nhiều trong số đó chạm được đến tâm trí của công chúng theo một cách thực sự tích cực. Đối mặt với tất cả những khó khăn đó, việc kể lại những câu chuyện đáng kinh ngạc và niềm hy vọng mà những nạn dân mang trong mình đóng vai trò rất quan trọng. Lễ hội One Journey, tạm dịch là một cuộc hành trình, đã được khai mạc hồi tháng 6 năm ngoái tại Thánh đường Quốc gia Washington. Bà Chan cùng người cộng sự của mình, chị Vanda Berninger, đã mang tới những vũ công, nhạc công và nhà thơ tị nạn từ khắp nơi trên nước Mỹ. 4.000 người đã đến tham dự lễ hội này. Trong năm nay, với sự hỗ trợ của 200 tổ chức phi lợi nhuận, các nghệ sĩ, doanh nghiệp địa phương và các tập đoàn lớn, bà Chan hy vọng lễ hội sẽ thu hút được hơn 8.000 người tham gia. Một trong những phần quan trọng của sự kiện này đó chính là công nghệ số tiên tiến. Chúng tôi sử dụng Share Studio. Đây là một cổng điện tử nơi những người tham gia lễ hội có thể kết nối và trò chuyện trực tiếp với những nạn dân ngồi ở phía đầu dây bên kia của cổng điện tử. Những nạn dân này đang sống tại các trại tị nạn trên toàn thế giới. Chúng tôi chỉ cần tới những phòng kết nối điện tử, được ngồi nghe những người tị nạn kể câu chuyện của mình thực sự rất quan trọng và có ý nghĩa đối với những đứa nhóc nhà tôi. Bọn trẻ thực sự muốn hiểu được những thách thức mà người tị nạn phải trải qua và làm cách nào để chúng có thể giúp họ. Bà Chan sinh ra tại Trung Quốc, tới Mỹ cùng với gia đình năm 12 tuổi. Thứ đầu tiên bà biết tới đó là tầm quan trọng của việc giúp đỡ người tị nạn. Ông cố của tôi là một tù nhân chính trị. Ông qua đời trong tù ở tuổi 78. Ông tôi đã phải chạy trốn khỏi Trung Quốc trong thời kỳ nội chiến. Đối với tôi, cần phải hiểu rõ rằng những người tị nạn, họ không có sự lựa chọn. Họ đơn giản là sinh ra nhầm nơi, nhầm thời. Nỗ lực của bà Chan đã được ghi nhận. Mới đây, bà đã nhận được giải thưởng cho công việc thiện nguyện do thị trưởng thành phố Washington DC trao tặng. Tôi vô cùng vinh dự khi nhận được giải thưởng này, nhưng tôi muốn biết chắc rằng mọi người đều nhìn nhận One Journey thực sự là một phong trào từ cơ sở. Bà Chan hiện đang làm việc tại một công ty tư vấn toàn cầu, cảm thấy mình là một người may mắn. Tôi may mắn khi được tới đất nước này và sống cuộc đời mà có thể phát huy hết khả năng của mình. Và vì thế, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải giúp đỡ những người khác.